Quý vị đang theo dõi điểm tin nhanh của tạp chí Tiết thị và Gia đình. Khám phá công nghệ tỷ đô la Mỹ trên chiếc mặt nạ của Son Heung-min. Chiếc mặt nạ của tiền đạo người Hàn Quốc được tạo ra từ công nghệ in 3D, một giải pháp đang được ứng dụng nhiều trong ngành y học hiện đại. Son Heung-min phải đeo mặt nạ trong khi thi đấu tại World Cup 2022 như một biện pháp bảo vệ sau khi bị chấn thương. Chiếc mặt nạ cầu thủ này sử dụng được thiết kế để bảo vệ xương mặt khỏi va đập, giảm nguy cơ vấn đề bị nặng thêm có những loại mặt nạ thể thao được sản xuất đại trà với các kích thước theo tiêu chuẩn như quần áo, giày dép. Tuy nhiên, các vận động viên chuyên nghiệp thường tìm đến giải pháp chế tạo cá nhân hóa. Ví dụ như vào năm 2017, công ty Garnex đã chế tạo mặt nạ dành riêng cho Ramos khi trung vệ này bị chấn thương ở vùng mặt. Ở bước đầu tiên, họ dùng một loại máy quét để ghi lại hình ảnh 3D của khuôn mặt. Giải pháp này tối ưu và tốn ít thời gian hơn cách tạo tượng thạch cao và khò nhiệt truyền thống. Ngày nay có nhiều loại máy quét hiện đại hơn, hỗ trợ nhận diện mặt người, tách tóc để đưa ra bản vẽ 3D khuôn mặt chính xác với nhân vật. Ở bước tiếp theo, nhân viên thiết kế sẽ sử dụng phần mềm vẽ CAD để tạo hình phần mặt nạ. Người thực hiện cần nắm rõ vùng bị chấn thương và cách thêm khung bảo vệ. Sau khi hoàn tất thiết kế, chúng được chuyển sang bộ phận in 3D. Những phương pháp sản xuất truyền thống sử dụng nhựa cứng, vật liệu như polycarbonate để in ra chiếc mặt nạ bảo vệ. Trong khi đó, những cầu thủ đẳng cấp cao như Son heung Min đeo mặt nạ được làm từ sợi carbon, cứng và nhẹ hơn. Ngoài ra, bên trong sản phẩm có các lớp lót EVA để tăng độ thoải mái khi đeo. Không có khung giá bán chính xác cho toàn bộ quá trình chế tạo này, như trường hợp của Ramos, Next tính giá là 300 euro cho chiếc mặt nạ làm từ carbon.